Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai rồi cũng thành quan tham Ngày 29 tháng 7, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của Thiên Hành với tựa đề Ai rồi cũng rứa Tác giả nhắc lại việc ông Hoàng Văn Nghiên khi vừa nhậm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào năm 1994 đã đem nộp cho kho bạc nhà nước một số tiền rất lớn, tiền tỷ là tiền các doanh nghiệp biếu ông ăn Tết Tác giả cho rằng sự việc này đã khiến cả xã hội choáng váng, dân đen vừa thèm thuồng vừa khâm phục và hết lời khen ngợi ông Nghiên. Hình ảnh bài trên AFA. Nhưng tác giả bình luận, ông Nghiên mới chỉ vừa lên ghế chủ tịch Hà Nội, còn mới, mà trước cũng chưa phải là cao, nhưng tiền biếu đã ghê răng thế rồi thì các lãnh đạo cao hơn, to hơn, lâu hơn, sâu rễ, bền gốc hơn, còn được người ta biếu sáng bao nhiêu tỷ tỷ, nghĩ tới đã thấy lạnh người tác giả nhận xét không ít lãnh đạo khác ghét ông Nghiên lắm và cả bộ máy này có nguyên tắc của nó ai cũng biết ai cũng làm thế mình anh tỏ vẻ thanh liêm thì anh là con cừu đen là đồ lạc lỏng cố chứng tỏ đến cái tết thứ hai không biết doanh nghiệp có sợ tấm gương năm trước mà ngừng biếu tiền cho ông Nghiên hay không nhưng từ ấy Hoàng Anh thôi không hót nữa Tuy nhiên sau đó dù đã về hưu năm 2004 nhưng đến tận 10 năm sau Ông Nghiên mới đầy dây dứt trả lại biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, Hà Nội. Biệt thự này là nhà công vụ được thành phố Hà Nội cấp cho ông Nghiên sử dụng trong thời gian giữ chức chủ tịch Hà Nội. Nguyên tắc là khi hết giữ chức thì phải trả lại nhà công vụ cho nhà nước để nó được tiếp tục cấp cho người sau sử dụng. Nhưng tác giả mỉa mai, ông Nghiên đã là con chim sợ cành công nên ông hải nhất từ trả lại. Tác giả dẫn trường hợp gần hơn là nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền. Năm ông Truyền mới nhậm chức, có doanh nghiệp ghé nhà thăm. Sau khi họ cáo từ ra về, ông Truyền thấy dưới ghế salon có một gói tiền. Ông liền chạy theo người khách kia nhất quyết trả lại. Thế nhưng tác giả cho biết, cũng như ông Nghiên, chỉ 5 năm sau, đến khi về hưu, ông Truyền đã bị kỷ luật đảng. Liên quan đến việc giữ hơi lâu một thửa đất và một ngôi nhà của nhà nước, cùng với loan ngoằng trong vài ngôi nhà thửa đất khác hình ảnh năm tướng cảnh sát biển lĩnh án tham ô tác giả tiếp tục dẫn vụ tham nhũng tại bộ tư lệnh cảnh sát biển khiến hơn chục tướng rụng sao các ông tướng tá cảnh sát biển công nhiên bàn cách ăn chặn và tỷ lệ chia chác tiền mua vũ khí khí tài ngay trong giờ cơm trưa tại văn phòng trụ sở cơ quan theo tác giả nếu theo dõi hành vi của một quan chức lâu dài từ khi chưa giữ trọng trách cho đến khi rớt đài vì tham nhũng đều có biểu đồ tương tự điểm chung đáng lưu ý là khi đã nhúng chàm thì họ nhúng rất quyết liệt tác giả nêu nhận định quan tham hành xử thật trơ tráo vi phạm pháp luật công khai nhưng không phải là vì họ không sợ pháp luật mà vì họ tin pháp luật hiện tại không động được đến mình niềm tin đó được hình thành dần dần trong suốt quá trình làm việc qua quan sát sự tham nhũng của các tiền bối và rút tỉa kinh nghiệm từ trải nghiệm của chính bản thân một người trong sạch không thể tồn tại trong hệ thống lấy hối lộ làm nguyên lý hoạt động nếu ai đó muốn rời bỏ guồng máy này mà vẫn giữ được tư cách trong sạch nó sẽ nghiền nát họ họ sẽ gặp đủ thứ tai nạn nghề nghiệp vào những lúc bất ngờ nhất tác giả chua chát cho rằng ai cho ăn người đó là mẹ Tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ lãnh đạo Việt Nam không phải là một bước chân sơ sẩy, trót lỡ. Nó là hệ quả của sự nghiệp chống tham nhũng bằng hô hào, kêu gọi, liêm chính, nhưng luôn luôn lờ đi thực tế là đảng viên cũng cần phải ăn. Nó chính là con đẻ của chế độ, nên gần như đã thành quy luật. Quá trình thăng tiến của một lãnh đạo cũng chính là quá trình tha hóa của họ. Tác giả cảm thán trong môi trường dày đặc dưỡng chất cho tham nhũng ấy, ai rồi cũng rứa thành quan tham cả thôi quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm đê với bản tin ai rồi cũng thành quan tham nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền vì tòa không có thông tin về chi phí của hành khách ngày 29 tháng 7 báo đất việt có bài tiền khắc phục sung công quỹ nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền theo đó đất việt dẫn lời một luật sư nói Tuy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch nhưng e rằng không dễ dàng bởi vì thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định của pháp luật chứ không thể cảm tính suy diễn. Hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt dẫn phán quyết của phiên tòa vụ chuyến bay giải cứu được tòa án nhân dân Hà Nội tuyên chiều ngày 28 tháng 7 cho rằng không có căn cứ để xem xét cho khách hàng mua vé chuyến bay giải cứu đất việt cũng dẫn tường thuật của báo tuổi trẻ cho biết số tiền khắc phục hậu quả của các bị cáo nhận hối lộ chạy án trong vụ án này được sung công quỹ nhà nước đối với quyền lợi của khách hàng đã mua vé máy bay của các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay combo chuyến bay giải cứu theo bản án hồ sơ không có thông tin tài liệu về những người đã mua vé ngoài ra đến nay tòa cũng không có thông tin về chi phí của các khách hàng đã mua vé Chi phí đưa công dân về Việt Nam bao gồm vé máy bay, chi phí cách ly y tế và các chi phí khác cho các đại lý bán vé và các khâu trung gian khác. Do đó, tòa cho rằng không có cơ sở xem xét giải quyết nội dung này. Hội đồng xét xử cho biết thêm, các công dân đã mua vé có thể yêu cầu doanh nghiệp giải quyết quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. Liên quan vụ này, đất Việt cho hay Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh hôm 13 tháng 7 dẫn lời luật sư Nguyễn Thành Công ở Sài Gòn phân tích rằng tại phiên tòa chuyến bay giải cứu không có tội danh nào trực tiếp liên quan đến người dân nhằm xác định họ là bị hại để họ được hoàn lại số tiền đã trả cao hơn số tiền mà họ lẽ ra phải trả. Tuy người dân có quyền khởi kiện để đòi lại phần chênh lệch nhưng e rằng không dễ dàng bởi vì thu thập chứng cứ và chứng minh thiệt hại phải trên cơ sở quy định của pháp luật, chứ không thể cảm tính suy diễn, luật sư Công nói. Trong khi đó, đất Việt cũng dẫn lời ông Nguyễn Văn Tiến, trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, những hành khách của chuyến bay giải cứu hoàn toàn có thể khởi kiện để đòi lại phần tiền trên lệch giá vé. Tuy nhiên, việc chứng minh khoản tiền trên lệch bao nhiêu là rất khó. Hình ảnh báo chí trong nước cũng đặt câu hỏi về việc trả lại tiền cho nạn nhân vụ giải cứu. Chuyến bay giải cứu từng được chính quyền và truyền thông Việt Nam tô vẽ rằng đây là việc làm nhân đạo nhân văn, rằng chỉ có nước Việt Nam mới quan tâm đến công dân của mình đang ở nước ngoài, vân vân. Ngày 28 tháng 7, BBC dẫn lời một hành khách của chuyến bay giải cứu cho rằng: "Tôi từng có tâm lý biết ơn cho đến khi biết họ kết cấu để ăn dày. Hành khách này cùng với con nhỏ bay từ Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh trong một chuyến bay giải cứu vào tháng 7 năm 2020, cho biết khi đó chị đã phải trả 7.000 USD cho hai mẹ con, nhưng những chuyến sau đó có người phải trả lên tới mười mấy ngàn USD. Trên Facebook cá nhân, chị kể lại những ngày căng thẳng chờ từng phút xem có được email thông báo mua vé, mặc dù đã phải trả một mức giá mà chị nói là sót lòng. Vào thời điểm dịch bệnh, công ty của chị lúc đó doanh thu gần như về số 0. BBC cũng dẫn lời của một người đàn ông khác từng đi trên chuyến bay giải cứu từ Philippines về Việt Nam vào tháng 11 năm 2021 cho biết những chuyện liên quan tới chính trị thì có những người dân thường như mình không có tiếng nói và cũng không làm gì được. Để lên được chuyến bay giải cứu, anh phải tìm môi giới và trả thêm tiền để có xuất về. Sau vài tháng đăng ký với đại sứ quán nhưng không có phản hồi, số tiền môi giới là 25 triệu đồng. Nhưng anh cho biết lúc đó tiền không còn quan trọng mà quan trọng là tính mạng. Dù sao cũng mất tiền rồi, án có xử xong thì chắc là cũng không nhận lại được đâu, nên cũng không hy vọng gì cả. Người này nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin nạn nhân giải cứu không được hoàn tiền vì tòa không có thông tin về chi phí của hành khách. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.